Tối qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự buổi sinh hoạt cùng chi bộ 10C, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn theo quy định 76 của Thành ủy Đà Nẵng. Cùng dự có lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 11, đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12. Các đảng viên thẳng thắn trao đổi, thảo luận, nêu lên một số kiến nghị như sớm đền bù giải tỏa và bố trí đất cho các hộ dân nằm trong dự án khu thu nhập thấp Đông Trà để các hộ dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tiếp tục thi công hoàn thành tuyến đường trong khu dân cư còn đang dở dang, trồng cây xanh bao phủ trên một số tuyến đường tại khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ngô Xuân Thắng đã biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của chi bộ 10C, đề nghị trong thời gian tới chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo mà nghị quyết tháng 12 và năm 2023 đề ra, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, quan tâm công tác phát triển đảng, thực hiện tốt nếp sống văn minh, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho hộ khó khăn trên địa bàn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.